Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Windy Kim. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may quần jean cho mẹ và bé luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần rập. Để vẽ phần rập này mình sẽ gấp đôi tờ giấy này lại. Các bạn cũng có thể vẽ lên một mặt. Sau đó khi sang dấu rập thì các bạn sẽ gấp đôi vải lại. Trước tiên mình sẽ đi vẽ phần rập của thân trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ một đường vuông góc với lại đường trục gấp đôi này. Sau đó để xác định điểm ngang eo của thân trước thì các bạn sẽ lấy bằng 1/4 số đo vòng mông trừ đi 2 cm. Từ đây các bạn sẽ kẻ vuông góc xuống. Trên đường vuông góc này các bạn sẽ xác định một điểm. Điểm này sẽ tùy theo các bạn muốn có bảng lưng rộng hay là bảng lưng nhỏ nha. Ví dụ những cái bé nhỏ khoảng 1 tuổi thì các bạn có thể lấy từ 6 đến 7 cm. Các bé lớn hơn 10 đến 12 tuổi các bạn có thể lấy từ 10 đến 12 cm. Và thậm chí người lớn thì các bạn cũng có thể lấy lên là 15 cm, tùy theo các bạn muốn có phần cạp cao hay là cạp thấp nha. Phần này thì tùy các bạn điều chỉnh nha. Sau đó các bạn sẽ xác định điểm hạ đáy. Hạ đáy của thân trước sẽ bằng 1/4 số đo vòng mông. Từ điểm này các bạn tiếp tục kẻ một đường vuông góc ở đây. Sau đó các bạn sẽ xác định một điểm ngang đáy. Điểm ngang đáy này cũng sẽ tùy chỉnh theo bé lớn hay là bé nhỏ. Ví dụ những cái bé nhỏ thì có thể lấy khoảng 2 cm. Lớn hơn thì có thể là 2.5 đến 3.5. Và thậm chí người lớn thì mình có thể lấy thành 4.5 đến 5 cm đều được nha. Sau đó các bạn sẽ nối hai điểm này. Trên đoạn này các bạn sẽ chia thành hai phần bằng nhau. Đây các bạn xác định một điểm trung điểm ở đây nha. Từ đây các bạn cũng kẻ vuông góc lên. Thì cái khoảng cách này thì các bạn cũng sẽ căn chỉnh theo là bé lớn hay bé nhỏ. Ví dụ những cái bé nhỏ khoảng 1 đến 2 tuổi thì mình sẽ lấy khoảng cách này là 1 đến 1.5 cm. Còn người lớn hoặc là những cái bé lớn thì các bạn sẽ lấy khoảng 2.5 đến 3 cm nha. Sau đó các bạn sẽ vẽ cong đoạn này. Đây, các bạn vẽ cong như thế này thì khi mặc lên mới thoải mái được nha. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ phần thân sau. Đầu tiên các bạn cũng kẻ một đường vuông góc ở đây. Ngang eo của thân sau mình sẽ lấy bằng 1/4 số đo vòng mông trừ đi 1 cm. Sau đó các bạn cũng kẻ vuông góc xuống. Sau đó khoảng cách của đoạn này sẽ bằng với lại phần thân trước. Ví dụ thân trước các bạn lấy ở đây là 10 cm, thì thân sau đoạn này các bạn cũng lấy là 10 cm nha. Thì khi mình ráp lại nó mới trùng nhau được. Sau đó mình sẽ xác định điểm hạ đáy của thân sau. Hạ đáy thân sau sẽ bằng 1/4 số đo vòng mông cộng từ 4 đến 6 cm. Sau đó các bạn cũng kẻ một đường vuông góc ở đây. Sau đó các bạn sẽ xác định điểm ngang đáy của thân sau. Ngang đáy thân sau các bạn sẽ lấy từ 3.5 đến 5.5, thậm chí là 6 cm tùy theo kích cỡ bé lớn hay bé nhỏ nha. Thường mình sẽ lấy phần ngang đáy thân sau này sẽ lớn hơn phần ngang đáy của thân trước khoảng 2 cm nha. Sau đó mình cũng nối hai điểm này. Trên đoạn này các bạn cũng chia thành hai phần bằng nhau. Sau đó tùy theo các bạn muốn có phần này là cong ra để ôm hết phần mông hoặc là cong vào phía trong để mặc thoải mái hơn thì tùy các bạn nha. Mình thì hay thích cong ra phía ngoài một chút xíu, khoảng 0.5 đến 1 cm cho các bé để cho nó ôm lấy phần mông. Sau đó mình cũng vẽ cong đoạn này. Các bạn hoàn toàn có thể vẽ cong vào trong cũng vẫn được nha, tùy theo cái dáng các bạn muốn như thế nào.
Tiếp theo mình sẽ vẽ một đoạn để nối phần thân trước và thân sau. Thì chiều dài của đoạn này các bạn sẽ tùy theo là may cho bé nhỏ hay là may cho bé lớn nha. Thì thường mình sẽ lấy cho những cái bé nhỏ khoảng từ 9cm tới 10cm. Và những bé lớn hơn trên 6 tuổi thì mình sẽ lấy là khoảng 11cm. Và những bé trên 10 tuổi thì có thể lấy lên lấy 12. Và người lớn thì có thể lấy lên từ 13 đến 14cm nha. Sau đó mình sẽ vẽ một đoạn cong để nối hai đoạn này. Ví dụ ở đây là khoảng cách mình đo là vừa bằng với lại phần số đo của bé rồi, thì mình chỉ cần nối đoạn này thôi. Còn nếu như là phần hai khoảng cách hai đoạn này cách xa nhau thì các bạn có thể vẽ lại một cái phần riêng nha, sao cho hai đầu, một đầu sẽ bằng với lại phần ngang đáy thân sau và một đầu sẽ bằng ngang đáy thân trước. Sau đó các bạn sẽ vẽ cong để nối phần ngang đáy thân trước và thân sau. Được một đoạn như thế này. Nhìn như thế này các bạn có thể hỏi là tại sao mình không cắt liền luôn từ thân trước tới thân sau cũng được, mà mình phải cắt thành 3 phần rời với nhau. Thì các bạn hoàn toàn có thể cắt một phần liền từ thân trước ra thân sau như thế này, miễn sao phần đáy này các bạn sẽ đắp thành hai lớp. Hoặc là các bạn cũng sẽ có thể may là nguyên một phần thân sau từ đoạn này tới hết phần phía bên này. Còn phần thân trước các bạn cắt riêng. Hoặc là các bạn cũng có thể vẽ phần thân trước tới đoạn cong này, sau đó mình phần thân sau cắt riêng, sao cho khi may, khi nối lại các bạn cảm thấy là thuận tiện nhất và dễ dàng nhất cho mình nha. Mình thì thấy là cắt thành 3 phần thì khi mình sang dấu rập trên vải thì rất là dễ, và nó cũng sẽ lợi vải hơn, có thể tận dụng được nhiều vải hơn. Ngoài ra là các bạn cũng có thể đánh cong phần bụng của thân trước để khi mình mặc lên sẽ thoải mái hơn. Các bạn có thể lấy xuống đây là 1 đến 1.5cm. Sau đó các bạn vẽ cong. Khi vẽ cong thì các bạn luôn để góc này là góc vuông nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắt rời phần rập này ra. Đây, sau khi cắt xong mình sẽ được 3 phần như thế này. Bây giờ mình sẽ sang dấu rập và cắt trên vải. Để may quần jean thì mình thấy chất liệu mà thoải mái nhất là các bạn sẽ dùng vải cô tông 4 chiều. Tức là phần vải sẽ có co giãn cả chiều ngang và chiều dọc. Thì mặc sẽ rất là thoải mái và các bạn nên chọn vải có độ mỏng vừa phải. Thì khi mặc sẽ không bị nóng cũng như là dễ dàng thấm hút mồ hôi hơn nha. Thì cách nhanh nhất để may là mình sẽ sử dụng dạng thun này, là dạng thun chuyên để may cho quần lót và quần jean. Nếu như các bạn không có dạng thun này thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách may bằng dây viền cùng loại vải luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả hai cách, thứ nhất là cách may bằng thun chuyên dụng này, hoặc là cách thứ hai là mình sẽ viền bằng vải cùng loại nha. Bây giờ mình sẽ sang dấu rập. Và các bạn cũng có một lưu ý là khi sang dấu rập thì các bạn nhớ để ý là cái họa tiết của vải nha. Ví dụ họa tiết vải này là chỉ có một chiều thôi, tức là chỉ có một hình, ví dụ hình con cá ở đây là nó chỉ ở phía mặt trên này thôi, không có quay ngược lại, thì bắt buộc các bạn khi cắt phải cắt theo đúng chiều của vải nha, đừng có cắt ngược thì khi may lên sẽ không đẹp. Đó cũng là lợi thế mà khi mà mình, nếu mình cắt một cái phần rập mà rập liền luôn thì khi mình ráp may vào, một chiều sẽ là chiều đúng, một chiều sẽ là chiều ngược thì nhìn rất là kỳ cục. Nên là khi các bạn cắt rời phần rập ra thì các bạn sẽ dễ trong việc đúng chiều của vải nha. Đây, sau đó mình sẽ sang dấu rập. Sau đó khi cắt trên vải thì với mẫu quần mà các bạn sẽ may bằng vải viền thì các bạn sẽ trừ mỗi phần là 1cm đường may.
theo mình sẽ cắt sợi dây viền. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt ba mảnh rập liền lại với nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng thước dây để đo khoảng cách chung quanh phần vòng đùi. Sẽ cắt hai đoạn dây này để mình viền chung quanh phần vòng đùi nha. Nếu các bạn muốn ôm thì các bạn có thể cắt phần này ngắn hơn phần chiều dài này của vòng đùi là 2 cm. Chiều rộng này mình sẽ cắt là 4 cm. Còn với phần dây viền để làm phần lưng thì các bạn sẽ trải phần rập ra, đo phần bụng của thân trước cộng với số đo phần bụng của thân sau. Sau đó các bạn cũng cắt sợi dây viền bằng số đo này trừ đi khoảng 2-3 cm. Và chiều rộng này cũng bằng 4 cm nhé. Còn phần vải này mình sẽ cắt là mình dùng bằng sợi thun chuyên may cuộn lót này. Mình sẽ trừ mỗi phần là 0.5 cm đường may. Và vì vải này có phần kim tuyến nên là lớp trong mình sẽ may bằng vải khác để không bị cộn da bé nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ráp may cho phần quần này nha. Đầu tiên mình sẽ đi nối phần đáy ở giữa. Các bạn có thể nối thân trước hoặc là thân sau trước cũng được nha. Đây, các bạn sẽ nối như thế này. Các bạn đặt hai lớp. Hai mặt phải là quay vào với nhau. Với lớp lót cũng là mặt phải quay vào với mặt trái phía trong này nha. Sau đó các bạn sẽ may một đường ở đây. Đây, sau khi may đường đầu tiên các bạn sẽ được như thế này. Đây là lớp ngoài và đây là lớp phía trong. Sau đó mình sẽ nối phần thân sau. Các bạn sẽ quay phần mặt phải của thân sau liền với lại phần mặt phải của lớp lót như thế này. Sau đó các bạn sẽ cuốn phần lớp này xích vào phía trong. Với phần lớp lót phía trong này, các bạn nhìn kỹ mình nha. Các bạn sẽ quay ngược lại như thế này. Sau đó mình sẽ may một đường ở đây. Sau khi các bạn may xong phần này thì các bạn chỉ cần kéo ra để mình lộn vải ra. Và các bạn sẽ được phần lớp ngoài liền vào với nhau như thế này. Và lớp trong mình cũng liền như thế này. Thì khi mặc sẽ không bị cộm da của bé nha. Sau đó các bạn sẽ chỉnh lại phần đáy này. Nếu như hai mặt nó chưa bằng nhau thì các bạn có thể cắt cho nó bằng nhau và may một đường để cố định hai lớp này. Sau đó mình sẽ tiến hành may phần thun này vào phần ống quần nha. Cách thứ nhất là mình muốn giấu phần thun ở phía trong thì các bạn sẽ quay phần lớp mà không có cái phần đường cong này vào sát với lại phần đường may. Sau đó các bạn sẽ gấp ngược xuống và may một đường thì phần ren nó sẽ nằm ở phía trong. Hoặc đơn giản các bạn cũng có thể chỉ cần may lên phía ngoài này thôi. Thì các bạn sẽ đặt phần ren này lên và may ở đây. Mình sẽ may cả hai cách nha. Cách thứ nhất là mình để phần lớp ren này ở phía ngoài. Và cách thứ hai, ở phần trên này mình sẽ may lớp ren ở phía trong để các bạn so sánh nha. Mình sẽ chỉnh máy ở chế độ may zig zag nha. Đây là mũi này. Các bạn có thể chỉnh phần độ rộng của phần zig zag này nhỏ thôi, khoảng 3-3.5. Và khoảng cách giữa zig zag này có thể lớn hơn khoảng 3 nha. Các bạn sẽ quay phần răng cưa ra phía ngoài. Và khi may các bạn sẽ kéo nhẹ sợi thun này nha. Các bạn cũng may tương tự với bên còn lại nha. Sau khi đã may xong hai phần đường vòng đùi như thế này, bây giờ mình sẽ nối hai phần sườn hai bên nha. Các bạn sẽ quay hai mặt phải vào với nhau. May hai đường bên này nha. Bây giờ mình sẽ ráp may phần lưng quần nha. Các bạn sẽ cắt đoạn dây thun này nhỏ hơn phần quần khoảng 10-12 cm như thế này nha. Sau đó các bạn sẽ nối đoạn dây thun. Đây là đoạn lưng thun mình đã nối lại với nhau. Bây giờ mình sẽ may vào phần quần. Và tương tự như các video khác mình đã hướng dẫn may phần lưng thun vào quần thì các bạn cũng sẽ chia đoạn thun này thành 4 phần bằng nhau. Tương tự các bạn cũng chia phần quần này thành
4 phần bằng nhau. Sau đó khi may vào thì các bạn sẽ canh phần thun sao cho giãn đều chung quanh phần lưng quần. Và như mình có nói là mình sẽ hướng dẫn cách thứ hai để may phần ren này. Thì các bạn sẽ quay phần không có răng cưa sát với phần mép vải, sau đó mình sẽ lật ngược lại và may một đoạn lên trên đây. Sau khi đã may xong như thế này thì các bạn sẽ quay ngược lại và chỉnh máy ở chế độ may dứt chắc và may đè lên trên này nha. Sau khi may xong mình sẽ được một cái quần như thế này. Thì tùy theo các bạn thích may kiểu thun nào hơn thì các bạn sẽ may kiểu đó nha. Đây, mình sẽ xong một chiếc quần rất là thoải mái cho bé. Tiếp theo mình sẽ may dạng quần mà mình sẽ không dùng phần thun ren mà mình sẽ may bằng viền nha. Thì tương tự quần trước các bạn cũng sẽ đi nối phần đáy lại. Và nếu như các bạn không muốn là phần họa tiết này nằm ở phía trong thì các bạn có thể lật hai mặt như thế này, tức là mặt trái chút nữa mình sẽ lật ra nó vẫn nằm ở phía ngoài, và mặt phải thì nằm bên trong. Đây mình sẽ may mặt phải liền như thế này và mặt trái như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành đi may viền. Các bạn sẽ gấp đôi phần dây viền và may chung quanh phần vòng đùi nha. Khi may các bạn nhớ kéo nhẹ sợi dây viền. Sau khi may xong được một đường như thế này thì các bạn sẽ lật ngược lại. Phần này nếu bạn nào kỹ thì mình cũng có thể đi vắt sổ, hoặc là không thì mình sẽ để như vậy. Các bạn có thể may một đường thẳng hoặc là may zig zag cũng được nha. May tương tự với bên còn lại thì các bạn sẽ được hai phần vòng đùi như thế này. Tiếp theo các bạn cũng sẽ đi may nối hai phần sườn của quần lại nha. Sau đó mình cũng sẽ may phần lưng quần vào. Lưng này các bạn có thể cắt ngắn hơn lại phần quần khoảng 4-5cm nha. Sau đó các bạn sẽ nối lại. Sau đó mình sẽ gấp đôi sợi dây viền này lại. Và các bạn cũng đánh dấu để chia đoạn dây viền này thành 4 phần bằng nhau, cũng như là đánh dấu trên phần lưng quần 4 phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ tiến hành nối phần dây viền này vào với phần lưng quần. Nhớ kéo để canh cho đều nha. Sau đó tương tự các bạn cũng sẽ may một đường lên phía trên này, có thể may bằng đường zig zag hoặc đường thường nha. Đây là phần quần sau khi mình đã may xong. Rất đơn giản và cũng rất là dễ thương đúng không nào? Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách cắt may quần lót cho mẹ và bé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.